Sen, tên khoa học, Nelumbo nucifer, tên gọi khác, hoa sen, liên hoa. Cây sen là loại cây thuộc họ sen súng và có tới hơn 100 loài. Tại Việt Nam, sen sống ở hầu hết các tỉnh, thành, nó đem đến nhiều tác dụng trong việc giúp bồi bổ và nâng cao sức khỏe con người. Hạt sen có hàm lượng các chất protein, magie, kali và phốt pho cao, trong khi hàm lượng mỡ bão hòa, natri và cholesterol lại rất thấp. Trong y học, hạt sen được xem như một dược phẩm quý, có thể chữa các loại bệnh như suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mất ngủ, ăn kém, tâm phiền và bệnh ăn uống khó tiêu. Trong ẩm thực, hạt sen được dùng làm nguyên liệu để chế biến các món ăn như chè hạt sen, sữa hạt sen, mứt hạt sen. Tuy nhiên, việc sơ chế hạt sen vẫn còn thực hiện thủ công nên tốn nhiều thời gian và năng suất chưa cao. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường, nhóm sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật quyết định chọn đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tách vỏ cứng hạt sen cho hộ gia đình ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.